trong phần video tiếp theo này ta lại quay mèo Min nhé. Đây là mèo Min vào buổi sáng, với một đôi mắt rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Nó vừa ăn pate xong ấy, nhảy phát lên trên này. Đây là món hạt, vừa ăn pate chán rồi, món hạt rồi. Xem mèo, xem video về mèo con nó khá là thú vị và mong rằng các bạn sẽ thích những cái video này của mình. Mình đã cố gắng quay lại những video khoảnh khắc đáng yêu của mèo con. Các bạn xem video, những video này thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo VN nhé.